Băng nhóm chuyên cướp giật ở nhiều quận huyện thành phố Hồ Chí Minh được cầm đầu bởi thanh niên 21 tuổi. Mới đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng đơn vị công an các quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh điều tra băng nhóm cướp giật tài sản do Đặng Trí Hải 21 tuổi trú huyện Hóc Môn cầm đầu. Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản ở khắp các quận huyện trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Đáng nói, nạn nhân của băng nhóm này chủ yếu là phụ nữ và tài sản cướp giật là dây chuyền, điện thoại di động. Cụ thể, ngày 13 tháng 8 năm 2020, tại trước địa chỉ số 48 kênh 19 tháng 5, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, các đối tượng cướp giật điện thoại di động hiệu Samsung của hai người phụ nữ đang đi trên xe gắn máy hiệu Honda e-Blade. Ngày 17 tháng 8 năm 2020, tại trước địa chỉ số 420, đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, các đối tượng cướp giật điện thoại di động của một người đàn ông đang đi trên xe gắn máy hiệu Honda Dream. Ngày 15 tháng 1 năm 2021, tại trước địa chỉ số 1093 đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, các đối tượng cướp giật điện thoại di động của một người phụ nữ đang đi xe gắn máy hiệu Honda Way. Ngày 22 tháng 1 năm 2021, tại trước địa chỉ số 43/5 quốc lộ 22, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, các đối tượng cướp giật điện thoại di động của hai phụ nữ đang đi xe gắn máy hiệu Honda Vision. Mới đây nhất, ngày 26 tháng 3 năm 2021, các đối tượng cướp giật một sợi dây chuyền của người phụ nữ đang đi xe gắn máy hiệu Honda Vision tại trước địa chỉ số 97 đường Lê Thị Hà, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Sau đó, các đối tượng còn cướp giật điện thoại di động của một người đàn ông đang đi xe gắn máy hiệu Honda Way tại ngã tư đường Sông Hành, Bà Triệu, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Chưa dừng lại, nhóm còn cướp giật điện thoại di động hiệu Samsung của một người đàn ông đang đứng trên vỉa hè tại ngã ba quốc lộ 22, Lê Lợi, huyện Hóc Môn. Ai là người bị hại trong các vụ cướp giật trên đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 để trình báo cung cấp thông tin. Ngày 20 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ 6 thiếu niên từ 15 đến 17 tuổi để làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Băng đảng này gồm Nguyễn Trí Pháp, 16 tuổi, Nguyễn Thanh Duy, 15 tuổi, Trương Nguyễn Anh Khoa, 17 tuổi, Nguyễn Hồng Tuấn Khải, 16 tuổi, Trần Sơn Hậu, 16 tuổi, cùng ngụ xã Xuân Thới Sơn và Trần Văn Hiền, 16 tuổi, ngụ xã Tân Xuân. Theo thông tin ban đầu, chiều 18 tháng 4, chị NTML, sinh năm 1997, ngụ huyện Hóc Môn, chạy xe máy về nhà thì Phát chở Duy áp sát, giật điện thoại ở đoạn đường Dương Công Khi, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Chị L tri hô và tăng ga đuổi theo. Lúc này, bốn thiếu niên khác đã chạy lên cản địa cho đồng bọn tẩu thoát. Thấy vậy, nạn nhân đã tông xe vào băng này khiến hai thiếu niên ngã xe máy. Cả băng nhóm bị người dân và lực lượng chức năng đưa về trụ sở. Tại cơ quan công an, các thiếu niên bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội.